cho mình ta? Lại còn có thư nữa chứ. Đáo nhờ, người chuẩn bị thuốc và còn có cháo cho mình nữa chứ. Ê My, mày làm gì ở đây vậy? Đỡ bé thôi, anh không nghe thấy bây giờ. Nó là một chiếc phòng nha. Có đâu. Thế là tỉnh người ta chưa? Tỉnh chưa. Tao không có dám. Đất ơi, mày không nghe con. Yêu là phải nói, đó là phải ăn à. Mày không nói thì làm sao người ta biết. Mà mày đứng đây làm gì vậy? À, tao đến để đưa đồ ăn cho anh không? Nói là mày âm thầm đưa nha. Ôi, sao mà mày ngốc quá vậy? Vậy rồi chừng nào người ta mới biết mày là ai? Không sao, để tao giúp mày. Ok, chỉ luôn. Vậy, tao tao một chồng nha. Ok, đúng rồi. Đi thôi. Sao tình yêu à? Cứ tin ở ta. Tôi kể hết mày nha. Ủa? Sao em lại ở đây? Em... quên cái kẹp. Ồ... thì ra là... đây là của em á hả? Trời ơi, sao em không nói cho anh biết? Anh cũng muốn tìm chủ nhân của những món đồ ăn này nè. Em nấu rất là ngon. Em ngại nên không nên nói cho anh biết. Đồ ngốc này, bây giờ đừng trốn anh đi nha. Hay là Duy ăn cơm cùng nha. Sao nhắn tin anh trả lời gọi không nghe máy? Kiểu này là không thành công nên quê quá không dám trả lời điện thoại của mình nữa. Tao gọi điện cho mày mà không nghe máy. Đến mức mà tao phải chờ trước nhà mày mới gặp được mày. Sao mày làm vậy với tao? Rõ ràng người biết, người tao thích là anh Phong mà. Nhưng người anh không biết tao là mày. Tao lại nói cho nó biết mày chuyện rồi. Và anh bảo anh ấy không thích mày. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là... Hiện tại anh Phong là yêu của tao. Mày có không thấy để chạy xa đấy một chút. Nếu không, tao không được yên cho mày đâu. Hơn nữa, một đứa con gái như mày làm sao có thể sống với anh Phong?
cái tao mới xuống anh ấy thôi. Mày biết điều thì tránh xa anh ấy rồi. Trang à, em có thể nấu cái món cháo mình trước nấu cho anh ăn không? Anh thèm quá à. Để hôm sau được không? Em còn phải chép bài cho xong nữa. Cho anh một. Có chuyện gì hả? Không có gì, thôi em cứ làm bài đi, sau nấu cũng được. Không được dọn đâu đó nha. Cô em, đi đâu một mình vậy? Đi chơi với anh không? Làm gì vậy? Tôi muốn đi với anh. Tránh xa tôi ra. Ngoan ngoãn đi theo anh đi, anh sẽ khiến em vui vẻ. Buộc quay ra. Mày nhớ mặt tao nha mày. Anh Phong, sao lại ở đây? Cảm ơn anh nhiều nha. Tại vì hôm nay anh tiện đi ngang qua đường này á. Với lại anh thấy cái đường này vắng lắm, mỗi em đừng đi một mình nha. Dạ, em biết rồi. Thôi để anh đưa em về, cũng tiện đường mà. Cũng tới nhà em rồi. Thôi em vô nha. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu, em vô nhà đi. Vậy anh về cẩn thận nha. Mì mới chính là cô gái đó. Có chuyện gì vậy? Dám hỏi tao nữa hả? Tao lại dặn mày là không được tới gần anh Phong. Tại sao mày xem nhẹ lời nói của tao hả? Tao không có tìm gần anh Phong. Chối nữa hả? Hôm nay tao xin cho mày biết, xem nhẹ lời nói của tao sẽ có kết cục như thế này. Tụi bay, xử lý cho tao. Mày muốn làm gì? Để tao xem, lúc mà clip mày được đăng lên mạng, mày còn mặt mũi nào gọi anh Phong không? Buông ra! Chẳng may của em đắc tội với chị Trang. Nhìn của em cũng xinh đấy. Mấy người muốn làm gì? Có ai không? Có ai không? Có ai không? Dạ. Con nhỏ này rủ mời không uống không muốn được phạt hả? Mày mà không ngoan ngoãn thì đừng có trách tao. Mấy người làm cái gì vậy? Buông ra. Sao không? Không, sao lại ở đây? Nếu như mà tôi không ở đây, sao mà biết được bộ mặt thật của cô hả? Không, không phải như anh nghĩ đâu. Anh em bị thích cái đó. Nếu như mà tôi không tới kịp, thì cô tính làm gì bây giờ? Người nấu thức ăn cho tôi là My, chứ không phải là cô đúng không? Ủa, sao? Sao mày nói là anh Phong không thích tao? Không thích đồ ăn tao nấu, chỉ thích mày thôi. Tất cả là do cô bị đặt đó. Cô làm sao mà qua mắt được tôi?
bởi vì em yêu anh. Còn anh thì thế nào? Em có đúng dạng là anh không dành tình cảm cho em? Chị mãi mãi cũng không phải là My. Cô thích My chứ không thích người đóng giả My như cô. Anh vừa mới nói cái gì? Còn cô, lần này tôi bỏ qua, lần sau mà còn đụng đến My nữa, đừng có trách.